khám phá la bàn vận mệnh của Sắc Hưng để tìm hiểu về sự thành công của vị cá mập này. Một trong những con số nhận định có tính chính xác nhất về một người là số vượt trội. Trong la bàn vận mệnh, Sắc Hưng sở hữu số vượt trội 8 nên dễ hiểu vì sao người này có đầu óc kinh doanh tốt, khéo xử lý đồng tiền và tầm nhìn sắc sảo. Ngoài công việc kinh doanh, Sắc Hưng cũng có nhiều thương vụ đầu tư nổi tiếng. Từ dòng tên và dãy ngày sinh có thể thấy Sắc Hưng sở hữu hai điểm mạnh nổi trội nữa. Đó là tài ngoại giao và học thức. Chỉ số đường đời 11/2 cho thấy tài ngoại giao ứng biến vô cùng khôn ngoan. Dòng tên Phạm Thanh Hưng mang giá trị 13/4. Đây là con số siêu việt liên quan đến học vấn và trí tuệ. Trên thực tế thì tiểu sử của Sắc Hưng có rất nhiều điểm nhấn thành tích trên con đường học tập. Sắc Hưng từng gây chấn động khi chia sẻ anh tốt nghiệp đồng thời hai trường Đại học Bách khoa và Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời 4 lần học thạc sĩ và học vài ngôn ngữ cùng lúc. Ngoài ra, chỉ số năng lực tự nhiên và thái độ đều mang năng lượng con số 1 đã giúp Sắc Hưng liên tiếp đạt được thành công rực rỡ và tìm được chỗ đứng vững chãi trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nhìn vào la bàn điểm yếu có thể thấy Sắc Hưng cũng cần chú ý đến các vấn đề trong gia đình khi sở hữu hai bài học phụ là 6 và 9. Cho đến hiện tại thì Sắc Hưng đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng để đạt được điều này thì hẳn anh cũng đã trải qua nhiều câu chuyện bí ẩn trong mối quan hệ đời tư. Hiện tại Sắc Hưng đang nằm trong giai đoạn số 3 của cuộc đời. Chỉ số thách thức trong giai đoạn này liên quan trực tiếp đến con số 8. Với những gì đang xảy ra hiện nay, các thương vụ đầu tư cũng như vị trí và chức vụ của Sắc Hưng liên quan đến lĩnh vực bất động sản đang gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn này dự báo sẽ vẫn dai dẳng trong các giai đoạn tiếp theo của Sắc Hưng. Các con số có thể tiết lộ rất nhiều điều bất ngờ về bạn. Nhớ click vào bio để xem thêm nhé.